Em quay về hình tổng thể của máy cho chị nhé. Đây, mặt trước đây ạ. Mặt trước thì nhìn chung thì khá là mới. Nó cũng không có vết xước nhiều. Đây ạ, các góc cạnh của máy đây ạ. Không bị không có vết va đập hay cấn móp gì chị nhé. Đây ạ. Em quay em test máy cho chị đây, mặt trong của máy đây, bàn phím đấy ạ. Đó, nhìn chung máy, nói chung máy đã có sử dụng nhìn như vậy khá là đẹp ạ. Em test máy, em test cam cho chị ạ. Mic thu được đấy ạ. Em test bàn phím ạ. Những phím hiện trắng là những phím có trên bàn phím chị nhé. Còn cái phím nào mà không hiện lên như này là trên bàn phím không có. Còn những cái phím này là sử dụng hết được rồi chị nhé. Đấy, chuột trái chuột phải. Bàn phím ok rồi chị nhé. Em test loa ạ. Loa con này thì khá là to. Loa khá là to chị nhé. To rõ, không bị rè. Con này là 128GB thì bên em chia ra hai ổ cho chị, ổ C với ổ D ạ. Em quay cái ID cho mình nhé. ID của máy đây ạ. Lúc mà mình sáng thì mình có thể giữ ở đây. ID của máy đây ạ.